tình đi thì gặp anh tên gì anh? Lộm. À, anh Lộm ở Trà Vinh, vườn kiển nào? Vườn kiển cà phê Hoa Sứ. À, vườn kiển cà phê Hoa Sứ thì anh giới thiệu về một cái cây kiển gọi là cây mai xù. À, bây giờ anh Lộm có thể giới thiệu sơ anh đến từ đâu và tôi ở Trà Vinh. À, đặc điểm của cái mai xù này là nó có một cái cây, cái da nó khác hình ta. Đây là cây mai xù. Đây là cây mai xù. Đây là cây mai xù. Cái cây này nó có giá trị như thế nào anh? Cái cây này có giá trị là bông nó lâu rụng hơn. Ví dụ cây mai thường không xù thì nó khoảng 10 ngày. Thì cái này nó kéo lên thời gian nó khoảng 3 ngày, 2 ngày. À, nó mới rụng. Tại vì da nó xù nó chứa nhiều. Nó giữ được lâu. Bông mà nó đẹp. Cái bông của cây mai xù này thì nó giống như cây mai thường của mình không? Nó cũng giống mai thường nhưng mà cái màu nó đẹp hơn. À, cũng màu vàng, cũng màu vàng. Dạ, nó cũng có loại cây màu vợt nhưng mà cái đặc điểm nó nhiều nhất là nó lâu rụng hơn. À, lâu rụng. Lâu rụng hơn. Thì cái giá trị của cây mai xù này á, ví dụ như bây giờ cái cây mai này là cái gốc này là cái gốc mai thường thì nó bao nhiêu tiền? Còn cái gốc mai xù thì nó bao nhiêu tiền? Nếu mà so hai cây giống nhau thì cái chênh lệch của nó là khoảng từ 30% đến 40%. Ví dụ cây này là 10 triệu thì cái cây mai kia nó khoảng chừng 2 triệu. À, nó rẻ hơn nó khoảng 30%. Thì đặc điểm cây này mình giả là cái già cây. Nó nhìn vô nó thấy nó già cây, cổ cây hơn hai cây đồng thời trong một lượt. Nhưng mà cái cây này nó phải già cây, thấy nó vô nó già cây hơn, người ta chơi kiển người ta thích hơn. À, cổ lão hơn. Vậy chơi. Đặc điểm cây mai xù này thì nó khác những cây mai thường là ở điểm nào? Bây giờ ví dụ như bây giờ nhìn vô vậy thì em sẽ không biết phân biệt được cây mai xù hay là cây mai thường, thì anh chỉ có thể chỉ sơ là đặc điểm mình phân biệt cái cây mai xù. Cái cây mai xù thường nó có 3-4 loại xù. Cây này là cây xù bệt. Xù bệt nó đặc điểm nó trung bình chứ nó không có bằng xù chải từ dưới chi lên, nó mắc hơn. Có loại xù nâu nó, nhưng mà xù nâu mình này thì hiếm hiếm có. Nhưng mà anh có thể là anh ví dụ như em đi mua đi, em phân biệt như thế nào là cây mai xù và như cái thế nào là cái cây mai thôi bình thường. Tại vì cây bình thường phân biệt được là cái da nó xù xì gì. À, còn mai thường là cái da nó láng gì vậy, không có xù lên những gì. Thì cái này nếu mà mình trồng lâu năm thì cái da nó xù càng xù lên hay càng xù hết luôn, xù à, hết luôn 100%. Nhìn vô nếu mình lật lá là mình không nghĩ là cây mai. À, thì cái này mình chăm sóc là nó cũng giống như cây mai thường hay là nó có điểm gì khác biệt về chăm sóc không anh? Nó cũng giống như cây mai thường mình, nó cũng dễ. À, nó khó. À, thì theo em biết là cái giống mai xù này hiện tại ở biên hòa Đồng Nai mình chắc là không có cái giống mai xù. Cái giống này là nó nhiều nhất là ở cái tỉnh nào anh? Ở miền Tây. À, tỉnh Trà Vinh miền Tây. Nhưng mà em thấy là hình như là ở biên hòa mình là người ta ít chơi cái cây mai xù này. Em ở đây nhưng mà em cũng chưa biết, em mới nghe lần đầu tiên là cây mai xù á. Ở đây thì không có, tại vùng dưới mới có, tại vì vùng đất dưới nó khác trên này. À, vậy thì mình đem về biên hòa này thì mình có dễ chăm sóc không? Dễ, cây này nó đặc điểm nó dễ nuôi, là dễ chăm sóc, lên chậu cũng rất là dễ. À, không có khó, tại vì cái giống nó vậy rồi thì nó vậy. À, cái giống này là nó nguồn gốc của nó là ở Trà Vinh. Ở Trà Vinh. À, gốc nó là Trà Vinh nhiều nhất. Thì theo anh cái kinh nghiệm mà nếu mà đi chọn một cây mai xù mà đẹp thì có những cái mình nên chú ý vào những đặc điểm nào của cây mai xù? À, nếu mà không biết thì mình nhìn nó là không biết cây gì, chứ biết nhìn một lần gì rồi thấy sao gặp cây da nó xù xì, nó nứt da gì thì biết nó là cây mai xù. Cây mai xù, nhưng mà mình bây giờ để đi lựa chọn là một cái cây mai mà đẹp á thì mình chú ý vào những đặc điểm nào của nó? Cây mai xù mà xù cho đẹp thì mình nhìn từ miếng đất nó xù từ dưới, thấy nó đi ngày lên thì là xù đó là xù tốt nhất. À, còn bắt ở trên nó cũng cục từ từ nó đi xuống, nó cũng tốt nhưng mà nó không có bằng. À, không mát tiền bằng. Có nghĩa là mình chú ý đặc điểm nó xù từ ở dưới bắt đầu xù lên trên cái ngọn, cái thân ở trên. Luôn. À, đó là một cái cây mai xù đẹp. Đó là xù đẹp. À, nó gió, nó đẹp. Rồi thứ hai mình có chú ý vào khi mà nó ra bông hay là mình có chú ý vào bông của nó không? Mình phải để ý bông, ví dụ mình không biết thì mình để ý, mình trồng hai cây gần bên. Rồi khi ra bông mình sẽ biết cái bông với bông này nó rụng
trước rụng sau, nó chỉ phân biệt được cái đó là nó quý hơn. Ví dụ giờ mình chơi Tết mình 10 ngày mà mình nó lên tới tới mười mấy ngày nó mới rụng. Mình ta 10 ngày nó rụng rồi, mình được mười mấy ngày. Nhưng mà cái đặc điểm của nó là lâu rụng bông hay là mình có cái cách nào mình chăm sóc cho nó lâu được rụng bông hơn không? Cái đó thì hiện tại giờ cũng anh em cũng có giới thiệu một số thuốc để giữ bông lâu hơn, nhưng mà đó là vì thuốc mà nó không bằng. Mình xài nó rồi cái mình bị mất xích. Để thiên nhiên thì nó tốt hơn, nó quý với chỗ đó thôi. Thì khi mình lựa chọn mình có chú trọng tới cái dáng của cái cây mai sù không? Có chứ, cây lùng nó đắt tiền hơn. À, thường cây lùng là nó đắt tiền hơn. Cây càng lùng thì càng đắt tiền. Càng lùng càng đắt tiền hơn. Ví dụ như bây giờ, ví dụ như cái gốc này thì giá tiền hiện tại là anh bán là bao nhiêu tiền một cái gốc này? Gốc này bán 15 triệu. 15 triệu cái gốc này. Còn nếu cây thường như giống như gì đó thì khi mình bán mình có bảo hành cho người ta không? Bảo hành chứ, mình bảo tính cho nên à, có nghĩa là mình bảo hành cho người ta bao nhiêu lâu? Khi ra được mạnh nhưng mà mình quen thí dụ đường gần thì mình bao luôn không sao. Mình lên đây mình bán mình có thương hiệu thì mình sẽ bao. Có nghĩa là bao cho người ta là sống trong thời gian bao lâu? Khi ra lá già. Khi ra lá già là mình bảo hành là xong. Đây cũng là gốc mai sù luôn. À, mai dưỡng thủy hả? À. Mình thấy cái nhiều. Thì ở đây anh đem lên nhiều gốc mai sù không? Đây được 3 gốc. 3 gốc. Cây cao này. Cái này là bao nhiêu tiền anh? Càng lùng thì nó càng mắc, mà sao cái cây này nó cao mà nó lại mắc hơn? Tại vì cây này nó lớn. À. Có nghĩa là lùng vô cái cây lớn. À, có nghĩa là nó lâu năm. Lâu năm. Thì dưới cái gốc của cái cây mai sù này thì anh ước lượng, anh có thể ước lượng nó được bao nhiêu năm thì nó được cái gốc như thế này không? Biết cái cây này tới giờ nó 40 năm. Này, cái gốc mới có ngay đầu ảnh thôi mà bây giờ ảnh nói là cái gốc này cũng phải 40 năm mới được cái gốc như thế này. 40 năm là 40 triệu. Một năm là 1 triệu. Vậy là quá rẻ. Công dông khóc mà được cây mai như vậy phải 40 năm mới được cây mai như vậy. Trị giá cây mai này là 40 triệu thì tính quy ra thì một năm là 1 triệu. Anh Lượm, anh có thể giới thiệu sơ về cái vườn kiểng của anh không? Bây giờ nói gì cũng không biết sao nói, tại vì ở nhà mà biết nói không thì anh biết là 150 đó. Các loại cây mai sù là nhiều, chủ yếu là mai sù. Thì cái vườn kiểng anh hiện tại anh bán dưới cái ở Trà Vinh là tên gì? Lê Văn Lộm. Lê Văn Lộm. Cái vườn kiểng tên Lê Văn Lộm đâu? Tên Lộm. Cái địa chỉ nằm đâu? Của Nguyễn Trạng Lâm. Tỉnh Trà Vinh. Tỉnh Trà Vinh. Thì ai mà có đi ngang qua tỉnh Trà Vinh thì có thể ghé ngay vườn kiểng của anh Lê Văn Lộm để xem tất cả các cái kiểng của anh Lộm. Thì qua đây thì chúc anh Lộm sẽ bán được nhiều cây ở một cái hội chợ tiêu dùng của Đồng Nai. Xin cảm ơn anh.